Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm trước có rất nhiều bác hỏi em về cái bài mồi câu cá diếc. Thì hôm nay em sẽ làm một video chi tiết để chia sẻ đến các bác cái bài mồi mà em thường xuyên sử dụng. Thì bài mồi của em nó khá là đơn giản. Bây giờ em sẽ chia sẻ chi tiết với các bác các thành phần của bài mồi nhé. Thì đầu tiên ấy là các bác cần chuẩn bị cho em là cám gạo rang. Đây, cám gạo các bác rang hơi ngả màu cánh gián như này là được. Cám gạo thì câu cá diếc rất là nhạy, vừa làm mồi câu và vừa làm mồi xả luôn. Trong trường hợp mà các bác không tìm mua được cám gạo thì có thể thay thế bằng bột gạo lếp hoặc là cái bột thính mà làm nem ấy, đều được. Và cái thành phần thứ hai ấy, là cám cá. Thì đây là cái loại cám 20% độ đạm mà em vẫn chia sẻ với các bác ấy. Loại cám này thì ở trên thị trường có bán rất là nhiều. Các bác có thể mua ở các shop đồ câu hoặc là các bác có thể mua trên mạng, trên Shopee hoặc Lazada cũng có bán rất là nhiều. Cái loại này thì nó dao động từ 20 đến 25 nghìn đồng 1 kg nhé. Các bác mua 1 cân về thì thậm chí câu được cả mùa diếc. Và thành phần thứ ba là tép biển. Thì ở đây là tép biển khô em đã xay mịn ra rồi nhé. Các bác có thể tìm mua ở những cửa hàng bán đồ khô ở ngoài chợ thì đều có bán. Hoặc là những cửa hàng bán đồ biển ấy, họ đều có cái loại tép này. Nếu các bác không có cái loại tép này ấy, thì có thể thay thế bằng bột giun sấy nhé. Giun quế hoặc là giun hổ ấy, đều được. Các bác phơi khô ra. Xong các bác cho lên chảo, sấy và xay mịn ra. Giun bột giun ấy, câu cá diếc rất là nhạy. Trước đây thì em hay làm nhưng đợt này không có thời gian làm. Và cái thành phần tiếp theo ấy, thành phần cuối cùng là hoa hồi. Hoa hồi này thì các bác hay sử dụng để câu cá diếc, cá chép ấy. Ở ngoài chợ, cửa hàng đồ khô hoặc là cửa hàng tiệm thuốc thì đều bán. Hoa hồi này thì các bác cũng rang thơm lên và xay mịn ra nhé. Hoặc là các bác có thể tìm mua ở những cửa hàng tạp hóa ấy, thì cái hoa hồi bột này để dùng làm gia vị nấu ăn ấy cũng được. Em hay dùng cái này luôn cho nó tiện. Người ta cũng sấy thơm lên rồi người ta nghiền ra cho mình rồi. Ở ngoài thị trường thì gói này có giá là 9.000 đồng. Gói này thì các bác có thể dùng được cả mùa diếc luôn. Bây giờ em sẽ bắt tay vào phối mồi nhá. Để gọn hết vào bên. Đầu tiên thì sẽ là cám gạo. Câu cá diếc thì nó không tốn nhiều mồi đâu. Các bác cứ pha ít một thôi. Đây em sẽ lấy cái bát này để đong cho các bác dễ hình dung. Sẽ là nửa bát con cám gạo. Đây em sẽ đong nửa bát con này. Tiếp đến là cám cá. Cám cá với cám gạo thì sẽ là tỷ lệ 1:1 nhé. Cám cá cũng nửa bát. Đây, nửa bát các bác nhé. Phần tiếp theo sẽ là bột tép. Bột tép thì các bác cho ít thôi nhé. Tép biển này nó rất là tanh. Ở đây thì em sẽ cho một thìa ăn cơm đấy, thìa đầy các bác nhé. Đây, sẽ cho một thìa đầy bột tép. Và thành phần cuối cùng là hoa hồi. Hoa hồi thì các bác cho ít thôi, cho nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến hương vị của mồi. Mình chỉ cho một tẹo thôi, em chỉ cho khoảng 1/4 thìa ăn cơm đổ lại thôi. Không nên cho nhiều quá thì nó sẽ bị mất hết mùi của các vị còn lại.
Này, các bác rắc đều đi. Sau đó thì các bác sẽ đảo đều toàn bộ các thành phần của mồi lên. Đây, như này là được. Còn về phần kết dính thì các bác có thể sử dụng bột mì. Nhưng mà em thì em khuyên các bác là nên sử dụng cái tơ nhện ấy. Thì đây, trên tay em là một cái chai tơ nhện là tự chế. Các anh em câu cá hay chia sẻ đấy. Nếu mà bác nào mà chưa biết thì ở video sau em sẽ chia sẻ với các bác. Cái này mình tự làm thì nó sẽ rẻ hơn ngoài thị trường rất là nhiều, mà câu cũng khá là hiệu quả. Em rất hay sử dụng cái này. Cái tơ nhện này nó giúp cho mồi chúng ta kết dính tốt hơn này. Và mồi mềm, nhẹ, xuống nước thì con cá nó hút mồi dễ hơn. Nhất là câu cá giếc. Cá giếc thì nó ăn rất là nhẹ, mồi chúng ta càng tơi nhẹ thì càng tốt. Đây, các bác sẽ cho nước vào nhá. Cho nước vào, sau đó chúng ta đảo đều. Đảo đều cho mồi ngấm nước. Các bác đảo nhẹ lên nhá, đảo nhẹ tay, không phải miết đâu. Miết thì mồi nó rắn, sẽ khó câu. Chỉ đảo qua thôi, đảo đều tay là được. Sau đó thì chờ khoảng 1-2 phút cho nó ngấm nước đều. Và các bác sẽ rắc một ít tơ nhện lên trên nhé. Với khối lượng mồi như này ấy, thì mình sẽ sử dụng khoảng độ nửa nắp nước suối tơ nhện. Còn tùy nếu mà các bác, đấy là em câu mồi V. Còn là nếu các bác câu mồi vuốt ấy, thì các bác sẽ cho một nắp nhé. Và mồi vuốt thì các bác sẽ cho mồi ướt hơn. Dùng cái này nó khá là tiện. Các bác thích câu mồi V cũng được, mà câu mồi vuốt cũng được. Khi mà cá giếc nó vào đông ấy, nó vào theo đàn thì các bác sẽ chuyển sang đánh mồi vuốt. Lúc đấy thì câu nó sẽ hiệu quả hơn. Tốc độ lên cá nó sẽ nhanh và nhiều hơn. Đây, sau khi rắc tơ nhện xong thì các bác sẽ đảo đều và đổ thêm một chút nước nữa. Đây, như này là các bác có thể câu được rồi. Có tơ nhện vào ấy, mồi nó sẽ kết dính quyện vào với nhau luôn. Đây, như này là câu mồi V là vừa. Còn nếu bác nào câu mồi vuốt thì sẽ cho thêm một chút nước nữa. Nếu mà bác nào hay câu ở những cái sông phù sa nước đục, mà các con sông ngoài ấy, sông nước có phèn chua ấy, thì các bác sẽ câu, sẽ phối thêm cho em thêm một ít khoai lang ủ chua nữa nhé. Vì là ở những khu vực đấy thì cá nó sẽ thích ăn chua. Còn nếu câu ở những cái ao hoang hoặc kênh rạch bé ấy, thì không cần. Và các bác lưu ý nữa là câu cá giếc thì các bác về mồi bé thôi, mồi chỉ bằng hạt đỗ tương thôi. Cá giếc ấy, thì cái tập tính của nó là chủ yếu là vào hớp mồi thôi. Nếu mà các bác về mồi to quá ấy, thì nó sẽ không ăn được đâu. Còn về mồi sả thì nó khá là đơn giản. Các bác sử dụng cám gạo rang này, thêm một chút hoa hồi và trộn lẫn với mẻ và đáp xuống điểm câu thôi. Mỗi lần đáp thì các bác sẽ đáp khoảng độ tầm một rúm nhỏ bằng ngón chân cái là được rồi. Sau đó thì thấy có cá vào ấy, nếu mà điểm câu mà có cá giếc ấy, thì các bác sẽ trộn với ít đất để đáp thêm xuống để cho nó bền ổ. Còn nếu mà khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng ấy, mà không thấy có tăm ấy, thì các bác lên đĩa chọn điểm khác nhé, vì ở đấy chắc chắn là không có cá giếc. Nếu mà các bác không tìm được mẻ chua ấy, thì có thể thay thế bằng bỗng rượu hoặc là nước gạo ủ chua cũng được để trộn với cám gạo làm mồi sả. Để có một buổi câu giếc thành công thì các bác cần lưu ý cho em ấy là đầu tiên vẫn là điểm câu. Điểm câu ấy là phải có cá giếc thì các bác mới câu được. Và cái thứ hai ấy nữa là các bác xét đồ phải chuẩn. Vì cá giếc nó rất là bé, nếu các bác dùng đồ to ấy, thì không thể câu được cá giếc đâu. Theo kinh nghiệm của em ấy thì các bác nên sử dụng trục từ 1.0 đến 1.5 là được. Thẻo thì là từ 0.4 đến 0.8.
đặc biệt là lưỡi câu ấy, thì các bác sử dụng lưỡi bé thôi, lưỡi từ 0.3 đến 0.5 thôi nhé, không nên sử dụng lưỡi to quá. Trên đây là một chút chia sẻ của cá nhân em thôi. Nếu các bác thấy bài mồi hay thì nhớ nhấn like, chia sẻ video cho những anh em cùng đam mê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.